nghệ sĩ nhân dân công lý đón tuổi 48 trong bệnh viện. Diễn viên Doãn Quốc Đam, Mạnh Hưng, Minh Tít và các đồng nghiệp khác đã chuẩn bị bánh kem, lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm của nghệ sĩ công lý. MC Thảo Vân và con trai cũng có mặt trong ngày đặc biệt của nam nghệ sĩ. Thảo Vân nhắn nhủ, mong mọi điều tốt lành đến với bố Tít, tuổi mới bình an nhé bố Tít, khỏe nhanh nào còn về tập táo quân. Sau gần 3 tháng điều trị, sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân công lý đã phục hồi và tiến triển tốt. Bà xã Ngọc Hà là người đã túc trực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chăm sóc anh. Nghệ sĩ nhân dân công lý nhập viện vào cuối tháng 7, theo chia sẻ từ người thân, anh bị trượt chân ngã tại nhà. Quản lý của nghệ sĩ nhân dân công lý khi ấy phủ nhận thông tin anh nhập viện vì đột quỵ hoặc liên quan đến rượu bia. Gia đình cho biết đó là tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Nghệ sĩ nhân dân công lý sinh năm 1973, hiện là phó giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Nhiều năm qua, khán giả đã yêu thích diễn xuất của công lý qua vai bắt đầu trong chương trình Táo Quân. Gần đây, nghệ sĩ cũng thường duyên tham gia một số phim truyền hình được chú ý như mê cung, hướng dương ngược nắng hay hương vị tình thân. Nhân vật ông bố tên Tuấn ở hương vị tình thân không phải vai dài hơi, song vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Công lý diễn xuất xúc động ở các phân cảnh thể hiện tình cảm gia đình và cha con với Phương Oanh. Ngoài tham gia diễn xuất, nghệ sĩ nhân dân công lý cũng đảm nhận vai trò phó đạo diễn ở một số dự án. Nhiều lớp diễn viên trẻ được học hỏi kinh nghiệm khi làm việc cùng anh.